Khoa Duy Minh kính chào quý cô chú anh chị cô bác đã trở lại kênh YouTube của Duy Minh nha. Đó, hiện tại giờ Duy Minh đang có mặt ở shop Hồng Loan nha quý cô chú anh chị. Đó. Có một chậu hoa đây là của ai, của khán giả nào gửi tặng hả? Dạ, yến xào cao cấp Banet. Ủa là gì đang ngân hàng rồi? Hả? Ngân hàng. Yến xào bằng ngân hàng gì anh? Ủa, yến xào hả? Xào. Gì Banet giống ngân hàng Banet quá hả? Tức là cái hương hiệu yến xào hiệu không? Đó. Chúc mừng khai xương hồng phát. Giờ mình cho lên nhà hàng đi cho nó xa xa. Ủa, nhà hàng cho xa xa tí. Chú cười. Giờ là đây là nhà hàng của gì à? Yến xào con ốc này không để tên chứ không biết ai luôn á. Thì đó yến xào con ốc bạn lâu mới biết được rồi. Chắc là đối tác của chị Hồng Loan á. Đối tác? Chắc là đối tác của chị Hồng Loan. Không phải là đối tác, đúng rồi đối tác. Tại vì hồi trước anh nhớ là chị Hồng Loan có tặng mấy anh em ở trên mộng mình yến xào Banet này không? Ờ à, đúng rồi. Đó có mà anh, do anh quên hay chưa? Cái này là cái hương hiệu này hồi trước là chị Hồng Loan tặng mình một hộp rất là cao cấp nha. Hình như là gần tới 500 ngàn một hộp luôn á. Cho đợt Tết đó anh nhớ không? Nói chung là nhà cung cấp yến xào cho là chị Loan để là bán á. Thì đây là một cái hoa đầu tiên luôn đó, một hoa đầu tiên luôn mà con ạ. Sáng nay có anh Ngọc Hiệp qua sau khi mà đối diện con nhà thì tập lên sắp điện thoại Hồng Loan luôn để ở đây. Đưa trước thì sẽ đối tác. Giống cái lãng hoa mà giống ở trên nhà chị, trên mộ chị Hồng Ngọc hay tặng lúc trước nè, lúc mà khai trương. Khai trương ông ơi. Khai trương ông nội. Biết rồi, ý là em nói giống. Em nói giống. Em nói... Không phải, anh nói ý là cái là mấy cái lãng hoa này giống mấy cái lãng hoa mà chị Hồng Ngọc cũng hay tặng cho anh á. Ok không anh? Hoa hồng nè, sửa hết rồi cho đẹp đấy, đặt hiện tại thì có khoảng trời tối tươi rồi. Biết sao anh chị, biết sao không? Cái ngồi lúc đầu tiên nhất là chị Ngọc tặng cái lãng hoa hồng nè, lãng hoa đầu tiên nhất luôn á. Đó là hoa đầu tiên nhất mà bị mấy con nai nó ấy đó, tới giờ cho nên là mình ấn tượng. Cái hoa của công ty yến xào nha mọi người. Đối tác của Hồng Loan đang khai trương shop mỹ phẩm bên quận 12 nha anh chị. Dạ, cái địa chỉ thì ở đây là 101022 Hà Huy Giáp. Dạ em đọc 1022 được không cho chú? À, tức là 1022 Hà Huy Giáp, khu phố 2, quận phường Thạnh Lộc, quận 12 quý anh chị, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam luôn. Đọc cho đủ luôn. Cái số hotline nè quý cô chú chị, bà con cô bác nào mua ủng hộ chị Hồng Loan thì thể liên hệ qua số hotline này ha. Đó. Rồi, cảm ơn chú. Bây giờ chú về chú. Ủa trời. Chung là đây là đối tác cung cấp yến xào cho Banet cho là chị Hồng Loan quý anh chị. Nay giờ nói vui thôi. Chứ giờ là nói thiệt đó. Đó, nè. Ừ. Cho nó thấy luôn cái hình chim con mới đẹp. Hoa tuyệt vời ha. Đàn hoa đầu tiên. Đàn hoa đầu tiên anh em mình đến đây rất là sớm, nãy giờ uống nước luôn. Chiều là chắc là sẽ kính hết luôn để đàn hoa là kính hết luôn á. Bà con xem luôn nhớ nhấn like cho đăng ký kênh để cập nhật. Hôm qua thì anh em mình đi luôn lưu địa luôn. Đây là một lãng hoa đầu tiên ở tại shop mỹ phẩm Hồng Loan. À, quý cô chú anh chị. Thì hôm nay là Duy Minh cũng xin chúc cho là chị là khai trương hồng phát ha. Đúng rồi, để góc á. Cái điều đặc biệt
Xéo xéo à, chút chút. Xéo xéo cho quay xéo xéo qua. Rồi đúng rồi đó. Đó. Học trà đã về show để ủng hộ Hồng Loan. Và hai chị em đã có một cái màn sông cao để nó vô cùng tuyệt vời. Vô cùng tuyệt vời nhưng mà không đăng được. Đó, quý quý vị sáng nay là thấy cái không khí là có thể là nó phải nói là phản trắng lên tí xíu nha quý cô chú anh chị. Là bây giờ hiện tại bây giờ là mới có 8 giờ mấy thôi quý cô chú anh chị. Để coi coi. Ồ 9 giờ luôn rồi. 9 giờ luôn rồi quý cô chú anh chị. Ngày 5 tháng 5 ha. Ồ hôm nay là gì, cái điều đặc biệt đó là chị Hồng Loan khai trương ngay cái ngày 5 tháng 5 là cái ngày của phải nói là cái ngày số 5 này nó rất là quan trọng luôn quý cô chú anh chị. Khai trương và những cái sự kiện lớn đều cũng diễn ra ngày số 5. Không lẽ đây là một cái số 5 là phải nói là nó huyền thoại sao không quý cô chú anh chị? Mà lúc nào cũng là cái sự việc gì mà lớn, sự kiện gì lớn cũng đều diễn ra ngày số 5 ha. Rồi. Hoa rất đẹp ha. Đây, đẹp quá. Đây, tí xào cao cấp Banet chúc mừng khai trương phòng phát. Đó. Thì khoảng 10 giờ thì sẽ chuẩn bị là che gạp ở đây nè quý cô chú anh chị. Đó, che gạp ở khu vực này. Còn bên kia thì người ta đang làm hình ha. Giấy dép nam đối diện rồi đó quý cô chú anh chị. Đó. Quá tuyệt vời luôn rồi. Bên trong nè thì shop mỹ phẩm Hồng Loan nó nằm bên trong ha. Đó. Đây mình quay vô cho bà con bác. Đây. Đó. Ở trong nhà kho lớn lắm quý cô chú chị. Ở trong lớn lắm. Thì mình vô đây review ha cho bà con ha. Đây nè. Đó. Đây là những cái mỹ phẩm mà chị Hồng Loan sẽ trưng bày ở đây và bán cho bà con cô bác ha. Bà con cô bác nào mà yêu quý chị có thể là ủng hộ thì có thể là liên hệ qua cái số hotline sớm vì mình có quay ấy, đầu video đó quý cô chú anh chị. Rất là nhiều sản phẩm gì à Jenkins nè. Ồ đây cũng có số hotline nữa quý cô anh chị. Có nhiều bà con cô bác cũng hỏi Di Minh nhưng mà Di Minh thì không có số của chị. Chỉ là có thể là ghi hình lại những cái số hotline ở trên đây thì có nhân viên của người ta sẽ tư vấn cho bà con cô bác nếu mà mình muốn mua ủng hộ hàng hoặc là có thể là liên hệ trực tiếp qua số này đi. Đó cho nó dễ ha quý chú vậy chứ số chị không lo thì không có đâu. Tư vấn rồi mình muốn mua cái gì mình mua ha. Cái gì toàn là tiếng Anh không biết đọc luôn quý chú anh chị. Let's jump gì nè. Đây là những sản phẩm phải nói là sữa rửa mặt nè, sữa rửa mặt Jenkins, kem ủ trắng da nè, toàn thân nè quý chú chị, trắng da giữ ẩm nè, làm mịn điều màu nữa nè. Cái này mình có thể là liên hệ qua cái số hotline rồi xong rồi sẽ nhân viên người ta sẽ tư vấn mình cho nó rõ ràng hơn ha. Chứ mấy sản phẩm mỹ phẩm thì tiếng Anh nhiều cho nên là đồ nhập á, cho nên là mình cũng không có rành ha quý chú chị. Đó. Đây là ông đĩa ha. Quá tuyệt vời luôn.
chút xíu là sẽ có nhiều. Ồ, tới nữa rồi. Cái này của ai đây? Ồ, của Võ Việt Băng hả? Hoa hồng. Để 15m nói thêm về thông tin về anh chàng Võ. Quá. Thì nói chung là Võ Việt Băng Túc Trị Hồng Loan khai trương Hồng Phát ha. Ồ, sáng sớm là đã có hai cái lãng hoa rất là to ha quý chú anh chị. Hoa hồng. Đẹp quá ha. Rồi đi vô trong đi. Đó. À, thám tử dơ vô đây mà coi. Thám tử dơ. Nhưng mà thám tử dơ rồi mà thật sự địa phương mà đến thì chúng ta sẽ thấy được những cái hành động này rất là quá đẹp. Đó, hôm nay là cái tàn hoa này thì cũng đó là một chút trong những cái hôm nay chưa hùng phát nha mọi người. Đó, thì đây là cái bản hoa thứ hai. Lá hoa đầu tiên bên kia nha bà con. Lá hoa bên kia của là yến xào cao cấp. Bên nét. Đó. Bên kia là nói là hai chiêu của Triệu Long. Đúng rồi. Mấy anh em trên mộ xuống ha. Đó. Thì hôm nay mấy anh em mình cũng là thân thiện đây là đến đây để là cũng chúc mừng cho chị Hồng Loan ha. Khai trương Hồng Phát. Và sáng thì khán giả cũng có gửi gửi là mấy triệu gửi là nhờ tí bỏ vô để thiệp phong thư để là chút xíu mừng cái ngày mà chị Hồng Loan là khai trương shop mỹ phẩm nha quý vị chú chị đó. Thì video đến đây thì Duy Minh cũng xin kết thúc để đợi khi nào mà chị Hồng Loan xuống và các anh em dựng gà thì mình sẽ cập nhật liên tiếp cho bà con cô bác cùng xem ha. Bà con cô bác nhớ nhấn like cũng như đăng ký ủng hộ kênh và bấm vào chuông thông báo để nhận những cái video mới nhất nha quý vị chú chị. Vậy chị mình xin chào bà con.